Thưa quý vị, ngày 16 tháng 8, Bộ Tài chính tổ chức họp báo giới thiệu về Nghị định 69 năm 2019 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao dự án BT. Theo đó, một nguyên tắc cốt lõi trong nghị định đó là việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT được thực hiện theo nguyên tắc ngang giá. Tại buổi họp báo ông La Văn Thịnh, cục trưởng cục quản lý công sản Bộ Tài chính cho biết, so với quy định hiện hành về cơ chế thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT thì ngoài cơ chế thanh toán bằng quỹ đất được kế thừa từ quyết định số 23 năm 2015 của Thủ tướng, nghị định 69 đã bổ sung việc sử dụng một số loại tài sản công khác để thanh toán cho nhà đầu tư BT. Nghị định 69 quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản công thanh toán. Giá trị tài sản công được xác định theo giá thị trường tại thời điểm thanh toán. Giá trị dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu. Vì thế, khi thực hiện nguyên tắc ngang giá thì không thể là một cây cầu 200 tỷ đồng mà giao miếng đất 2.000 tỷ đồng. Một điểm mới nữa trong Nghị định 69 là quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT phải được tổng hợp, phản ánh vào ngân sách nhà nước. Đáng chú ý, khoản lãi vay trong phương án tài chính của hợp đồng BT đối với phần giá trị công trình dự án BT hoàn thành theo tiến độ và chấm dứt kể từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, giao tài sản cho nhà đầu tư. Tại buổi họp, trả lời thắc mắc về những sai phạm khi thực hiện đổi đất lấy hạ tầng. Liệu nghị định mới ban hành có khắc phục được không? Ông La Văn Thịnh cho biết, nghị định mới sẽ khắc phục cực kỳ triệt đề. Được biết, Nghị định 69 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 và không cần thông tư hướng dẫn.